Rồi em đến viếng đã thăm chị nhé. Dạ vâng ạ, con cảm ơn cha thì nhà cảm ơn ông chuộc. Trước Cha tiên là ngồi đến ghế. thôi đến Dạ. thăm về chúc sức khỏe chị Dạ, nhá. vâng Mùa ạ. Đây, Giáng chúa tôi sinh còn thì người. chúc cho chị được Dạ. được nhiều niềm vui trong Chúa, hài lòng. Dạ. Rồi xin Chúa thương chúc lành và ban bình an hiện diện với chị Dạ, vâng ạ, trong mọi biến cố cũng như là trong mọi nơi mọi lúc của cuộc sống nhá. Dạ vâng, con cảm ơn Cũng Chúa thấy rồi, cảm ơn thế là bây cha giờ là nha. ở là một mình à? Con ở một mình nhưng mà con ăn với em. À vậy à? Rồi có em dài út hiến để là ăn với em, À nó vậy sợ à? nấu cho ăn chứ con có làm được cái gì nữa. Ừ. Xong rồi với mấy hôm nay nó lại Mặt sao con đấy? lại ngã. Tay tay nó bị sao đây? Với thì con tự nó bị thần kinh nó mà ý giờ cả chân cả tay vậy Vậy à? cha. Tay này bị Chân lâu chưa? đến 6 7 năm rồi. Ồ Dạ vậy à? Trời nó ơi, sinh ra khò, đấy giờ con chỉ nó cầm khó con thúc thúc như là trẻ giấc ăn vậy thôi, đấy. trong người nó răng lợi nó rụng hết cả chân, nó Ồ. gấp hết cả ngón chân lên đi cả. Ồ vậy à? Vậy bây giờ con cứ đi cứ dò dò các nhà nó cho đi lễ chứ vậy chứ có đi bộ được đâu. Vâng, hôm kia tuần trước cái đi bước những cái cửa kia rồi ngã dưới sân ấy, chúa Vậy tôi tưởng gãy chân gãy tay mà chúa thường người thì nó chỉ vào mặt biết Vâng. nó gục mặt xuống. Ồ. Dạ vâng. Thôi có một Dạ chút quà Giáng sinh nhá, vâng, gửi vậy chị con nhá. cảm ơn Xin chúa, Chúa cảm chúc ơn lành cha rồi là các cho vâng chị ạ. nhá. Dạ Quả vâng quá, quá. thì vâng, Vâng. con nghỉ ngơi trên này như ăn uống thì các À. em nó thổi nấu cho ăn. À vậy Dạ à. vâng À. ạ. Thôi Và xin con chẳng có nước, thôi nước gì chả có mời nước nữa. cha con. Thôi đứng đây Dạ. đọc một kinh nhá, Dạ vâng ạ. để cầu nguyện cho Dạ người xin vâng. chúc chúc lành cho Dạ chị vâng ạ. nhân cha bà Nhân con và cha thánh bà thần con là amen. thánh thần Thầy amen. cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện đến Như cha cha cả bà sáng, nếu cha đi đến đi cha để hiện giữa đã cũng như trên trời. Xin Dạ cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Thánh Maria đến mẹ Chúa Giêsu cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và có ai đời chẳng cùng. Cầu cho chúng con. Cầu cho chúng con. Cầu cho chúng con. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc gia đình luôn được bình an. Tạ ơn Chúa. Rồi con ok cảm nhá, thôi vâng. cảm ơn Con chị chẳng nhá. có nước nước gì Rồi mời rồi cha không mới không để cha vâng rồi ông chủ đến nước thông cảm cho con nhá. nhé. Nhá. Rồi con Rồi cảm ơn chúc cha bà sức mới khỏe để nhá. cảm ơn ông chủ ạ. Vâng Vâng. ạ. À.